Chương trình radio Chuyện đời thường. Con không đi cái xe đấy đâu, xấu hổ lắm. Bạn bè con toàn đi xe ga, mẹ mua xe ga con mới đi. Câu chuyện của hai mẹ con cử nở nhau sau lưng trong quán cà phê trưa nay làm tôi bất giác có một chút buồn. Nhưng rồi lại chợt cảm thấy ấm lên một niềm vui khi nghĩ về một câu chuyện tương tự của bố con tôi cách đây 10 năm về trước. Bố cho con cái gì? Nhớ một thời trẻ trâu, tôi đã có đủ dũng cảm hỏi cha của tôi câu đó. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất, đó là một ngày không lâu sau khi tôi nhận được tin đỗ vào đại học. Một câu chuyện rất nghiêm túc và thẳng thắn giữa hai người đàn ông. Bố tôi trả lời một cách không thể bình thản hơn. Ông bà cho bố cái gì, bố sẽ cho lại con cái đó. Một lý lịch trong sạch để con không bao giờ phải xấu hổ về bố, và một sự giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình. Con có khả năng học đến đâu, bố sẽ hỗ trợ đến đó. Hết. Tôi hơi sốc, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói lên dây cót cho chàng sinh viên mới. Và rất tiếc là bố tôi chẳng đùa. Bố hành động rất thật, theo đúng những gì bố tuyên bố. Bố tính toán rất kỹ và cho tôi một khoản tiền trợ cấp 300.000 một tháng trong suốt những năm học đại học. Tiền học phí kỳ đầu tiên thì bố cho. Đến học kỳ thứ hai, tôi tự kiếm được nên tự động không xin nữa. Bất kể những năm sau khi tôi kiếm được nhiều tiền gấp hơn nhiều lần thì khoản trợ cấp đấy vẫn được duy trì cho đến khi tôi tốt nghiệp, nhận cái bằng là cắt tiền. 6 năm tôi đi học ở nước ngoài, bố không phải lo cho tôi một đồng nào. Với tôi, bố là Napoleon, còn tôi thì là một anh binh nhì. Nhưng ít nhất tôi luôn coi đó như một chiến công nho nhỏ của riêng mình. Bố tôi rất hay, luôn phân định rất rõ ràng. Đây là nhà của bố nhé, đây là xe của bố nhé, và con đang ở nhờ và đi nhờ. Không hài lòng hả? Quyền đi bộ luôn thuộc về con. Nếu nhờ tôi giúp việc gì không nằm trong trách nhiệm của con cái, thay vì thuê người ngoài, bố sẽ thuê tôi làm và trả tiền rất sòng phẳng, không quên thể hiện là một khách hàng khó tính. Không tự ái, không phiền lòng, tôi biết rõ mình chỉ có một con đường. Nếu muốn có nhà riêng của mình thì tự mua. Cũng có người nghe thấy và thắc mắc cái kiểu nói: nhà của bác thì sau này không của nó thì của ai? Sao bác lại nói thế? Nhưng bố tôi chỉnh lại ngay: của tôi chứ. Nếu nó không cố gắng, tôi sẽ cho từ thiện. Bố tôi thì chẳng giàu như Bill Gates, nhưng dám làm như Bill Gates thì tôi tin là bố sẽ làm thật. Bữa ăn ít người của gia đình tôi luôn có những câu chuyện về các loài vật, những câu chuyện được lặp đi lặp lại, được kể lúc này lúc khác. Bố hay nói chuyện cho tôi nghe: con gà con đến tuổi tự kiếm ăn, gà mẹ sẽ đuổi chạy chí chết nếu gà con cố đến gần hoặc đi theo. Hay câu chuyện về loài đại bàng con sẽ được mẹ nuôi mớm trong tổ đến khi đủ lông, đủ cánh, và sau đó nó sẽ cắp con bay lên đỉnh núi thật cao và thả xuống. Con nào chịu đập cánh vào không trung và bay đi thì sống và bắt đầu cuộc đời mới. Con nào không tự bay được thì sẽ tự rớt xuống và vực thẳm sẽ chờ ở dưới. Quy luật tự nhiên là vậy, và con người là một phần của tự nhiên nên cũng không là ngoại lệ.
mùi răn đe trong những câu chuyện thơm nức suốt những năm tháng tuổi thơ tôi. Sự hào phóng không đúng chỗ của cha mẹ khiến cho những đứa con trở thành những đứa trẻ yếu ớt, ỷ lại. Những điều tôi kể trên đây với nhiều người, nhiều ông bố, bà mẹ có lẽ là những điều ngược đời. Tuy nhiên, bước một bước ra bên ngoài thế giới, tôi thấy mình hóa ra không phải ngoại lệ. Phần đông các gia đình phương Tây đều như vậy, trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta thấy ở phương Đông. Sự phân định rõ ràng giữa trách nhiệm, tình thương và sự nuông chiều làm cho con người ta không thể tìm thấy nổi một khoảnh khắc của sự ỷ lại hay trông chờ vô lý ngay từ khi bước vào đời. Bạn không có tiền học đại học ư? Được thôi, hãy vay đi rồi sau này tự trả. Các bạn nước ngoài của tôi rất nhiều người chọn giải pháp như vậy, mặc dù rất nhiều bạn có cha mẹ trên cả giàu có và luôn sẵn sàng tài trợ. Sự hào phóng không đúng chỗ của rất đông các ông bố, bà mẹ Việt Nam, giống như bà mẹ trong câu chuyện lúc đầu của tôi, đang để lại cho đất nước những thế hệ yếu ớt, không có khả năng sống độc lập và tự trọng với chính người thân của mình. Họ nghiêm nhiên cho mình cái quyền được xin xỏ, được vòi vĩnh, được lạm dụng vô hạn tình yêu thương của cha mẹ. Và các phụ huynh thì vẫn cứ tin tưởng trong sai lầm rằng để cho con kém bạn, kém bè, ngay cả khi chúng đã trưởng thành là không tròn trách nhiệm cha mẹ. Ở nước mình, cái vòng luẩn quẩn ấy biết khi nào mới thôi. Cố gắng có của cải để mà cho con đã là khó, nhưng cố gắng để có của cải mà vẫn không cho thì còn khó gấp vạn lần. Nghe có vẻ trái với quy luật của tình cảm con người, nhưng đó là một sự ngược chiều cần thiết. Điều đó có lẽ thuộc về bản lĩnh của người làm cha mẹ. Rất nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình, vậy sau cùng bố sẽ cho mình cái gì? Và 10 năm sau, sau cuộc trò chuyện nói sòng phẳng đó, vào lúc tôi tự mua được căn nhà và chiếc xe hơi đầu tiên của riêng mình mà chẳng phải xin xỏ gì bố, tôi mới thấu hiểu hết tình thương vô bờ bến và gia tài vô giá mà bố đã để dành lại cho riêng tôi mấy chục năm nay. Cho tôi lòng tự trọng và tinh thần tự lực đã là cho tất cả rồi. Tao đi từ Nam ra Bắc, tao không thấy có đứa con dâu nào như mày. Con đi khắp cây gầm trời này, cũng không có người mẹ chồng nào như mẹ. Tao thì làm sao? Thế con thì làm sao? Mày chả làm sao, mày là nhất. Đi ra ruộng thì đi luôn đi, ban ngày thì mải chơi, tối tắt mặt trời đổ lúa vào xay, làm việc không khoa học, chỉ có nghèo suốt đời thôi con ạ. Con nghèo thì mẹ cũng nghèo theo, nên đừng có mà chủ yếu. Ngày nào chúng tôi cũng được nghe dân ca và nhạc cổ truyền miễn phí từ hai mẹ con nhà bà cụ tao. Cụ năm nay 80 tuổi rồi, con dâu cụ thì hơn 40 tuổi. Nghe đâu, ngày xưa cụ sức yếu sảy mấy lần, nay mới sinh được chú Tự. Vì là con cầu Tự nên bà chiều chú lắm, từ nhỏ tới lớn muốn gì được lấy. Ngày chú Tự cưới cô Tin, bà cụ chẳng thích lắm, vì cô Tin học hết cấp 1 là nghỉ rồi. Nhưng chú Tự kiên quyết nên cụ phải cắn răng tổ chức lễ cưới. Cưới xong, cô Tin sinh liền tù tì 3 đứa con gái. Cụ cứ bĩu môi mãi là đồ không biết đẻ. Cụ bảo cô Tin, liệu mà sinh thêm thằng cu nối dõi, kẻo lúc bố chúng nó lại đi gái lại ngồi đó mà khóc. Con gái là con người ta. Cô Tin nghe thế bực mình lắm. Cô nói, con gái là con người ta, con dâu đích thực mẹ cha mua về,
thế sao mẹ không đối xử tốt với con đi? Con nào chả là con, con trai mẹ có ở nhà cha mẹ đâu, toàn thân con hầu hạ. Bà cụ hừ một cái rõ dài, rồi quay mặt vào tường chẳng nói gì thêm. Mỗi ngày đều nghe thấy mẹ chồng con dâu nhà cụ kể sướng, người tùy, hay hơn cả xem kịch nói trên VTV1 mỗi tối thứ bảy. Hôm nào không thấy hai mẹ con cụ cãi nhau là thấy xóm buồn hiu hắt. Có một sớm, tôi vừa cho kem đánh răng vào miệng, thấy bà cụ nhà bên hậm hực gào toáng lên. Tay tao bưng trầu, tao đổi lễ, tao rước mày về cái nhà này, chứ không phải con giun cái kiến nó tha mày về, mà mày không biết lớn biết bé, đi không thưa, về không gửi. Mẹ ngủ ngáy o o, đấm 7 ngày trả hự một tiếng, con thưa gửi kiểu gì? Mà con đi bừa, chứ đi đâu mà thưa với gửi, mẹ bớt bớt cái tính cổ hủ đó đi. À, tao cổ hủ, mày chê bà già này cổ hủ. Để tao gọi thằng chồng mày về, xem nó có cho mày một trận không, mày dám chê mẹ nó à? Mẹ đi mà gọi, còn chả ngán, mẹ chửi xong rồi thì ra ăn bánh cuốn đi không nguội. Tao không ăn. Không ăn tầm trưa mới có cơm đấy, lát bọn trẻ về, nó ăn hết lại chả kêu. Bà Tư Bốn làm riêng cho mẹ đấy. Hừ, cái con bổ Tư Bốn chỉ khéo mồm, bán thì đắt, mày chỉ khéo vẽ vời, tốn tiền. Ê mẹ có ăn không? Chả ăn thì sao? Tôi cười nuốt cả kem đánh răng vào miệng. Cả làng tôi đều biết cụ Thao là địa chủ hết thời, ai cũng sợ cụ. Ngày cụ còn trẻ, còn khỏe, đanh đá nhất làng, chẳng ai dám động đến cụ. Thế mà không hiểu sao cô Tin chịu được những gần 20 năm. Nghe đâu, ngày cô Tin mới về làm dâu, bà cụ tăng huyết áp mấy lần, cụ còn dọa thất cổ tự tử. Thế là cô Tin cắt ngay cái mảnh tuyên, nối thành cái dây dài treo thòng lọng trên cái nóc nhà xuống, rồi bảo cụ leo lên. Cụ tức quá chửi ầm lên, nói cô muốn giết cụ. Cô phỉ cười bảo là cụ tự muốn chết, nếu không muốn chết thì xuống bếp ăn cháo đi, không nó nguội tanh. Cụ chọn cháo cá, vừa ăn vừa hừ 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 hừ. Chú Tử đi làm xây dựng mái dưới Quảng Ninh, một năm chẳng về được mấy lần. Bà cụ tuổi già lại hay ốm, hay nũng, hay giận. Chỉ có cô Tin mới trị được cụ. Mỗi lần hàng xóm nói cô khổ, vớ được mẹ chồng ghê gớm, thì cô cười hỉ hả. Người già với trẻ con là một, nó rảnh một tí là ngoan như bóng ấy mà. Ban đầu mọi người nghĩ là cô khôn khéo ý tứ, cho là cô ba phải. Sau rồi phát hiện, cô chẳng bao giờ đi nói xấu mẹ chồng bất cứ ở đâu. Thành ra mỗi ngày, thấy mẹ cô con hát tuồng, ai cũng giỏng tay lên nghe, rồi đem đi buôn bán trong những vụ buôn dưa lê, bán dưa chuột ngoài ruộng. Mà bà cụ gắt gỏng là thế, nhưng đi đâu cũng một câu con Tin nhà tôi, hai câu con Tin nhà tôi. Sau hàng xóm cũng quen, lại nghĩ chắc cô Tin bà cụ kiếp trước là nghiệp duyên, kiếp này phải trả nợ, cả đời dính vào nhau. Hàng ngày hai người tranh chấp toàn chuyện lông gà, vỏ tỏi, từ việc hát ru cho tới việc tắm cho lợn, mà cuối cùng toàn bà cụ thua. Vừa ăn vừa thua, vừa phơi lưng cho con dâu bóc thuốc, vừa lẩm bẩm chửi. Biết thế, ngày xưa tao ép thằng Tự lấy đứa nhiều chữ hơn, học nhiều nó mới ngoan. Cô Tin cười ha hả, làm gì có ai nhiều chữ bằng mẹ, văn thơ mẹ cả cái chuồng trâu nhà mình chứa cũng không hết. Cha thì sư bố nhà mày. Một hôm, cô Tin cũng lên đi tìm bà cụ. Chả là không biết bà cụ nghe ai nói chú Tử có bù. Thế là cụ bỏ ăn nằm liệt 2 ngày. Cô Tin gọi chú Tử về gấp, chú bảo bận chưa về được. Sáng hôm sau cô đi chợ, về nhà thì không thấy cụ đâu. Cô tìm nhà trên xóm dưới, rồi hoảng hốt chạy ra ao, ra giếng, không thấy bóng người. Cô cuống lên gọi điện thoại. Mẹ anh chết rồi, anh có về không hả? Không thấy mẹ anh đâu, anh về ngay còn kịp tìm xác.
Thế là chú Tử về nhanh như một cơn gió thoảng, 4 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Hàng xóm hỗ trợ tìm cụ từ trưa không thấy. Thấy chú về, cô khóc toáng lên, đánh chú thùm thụp, miệng liên tục: sao giờ anh mới về, không thấy mẹ đâu cả, không thấy mẹ đâu cả, thiếu hết cả bánh giò rồi. Mới có từ trưa, thiêu thế nào được? Cả nhà tròn mắt nhìn, không biết cụ chui từ đâu ra, cả người lấm lem. Cô tên nín bặt cả khóc, cả xóm trắng mắt, ai nấy đều thở phào. Nhưng chưa kịp phào xong thì cụ ngã lăn quay ra đất. Mọi người lại tán loạn đưa cụ đi trạm xá cấp cứu. Bác sĩ nói cụ bị tụt huyết áp do quá đói. Rồi bác sĩ nhìn cô tin lườm nguyết một cái rõ dài: đúng là một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi nổi một mẹ. Cô tin tròn mắt nhìn. Truyền được nửa chai đường thì bà cụ tỉnh lại, thấy con dâu khóc thút thít, cụ xì mật ra: mày định khóc bây giờ cho đủ để đến lúc tao chết mày không khóc nữa phải không? Cô tin lại tròn mắt nhìn. Bánh giò có mang theo không? Cô tin lại vẫn cứ nhìn. Biết ngay mà, chỉ có giả bộ thảo hiền là giỏi. Chú Tử, cô tin quay ra nhìn, ngạc nhiên. Có mẹ chồng giỏi ăn nói nó khổ thế đấy. Cô hỏi cụ: thế mẹ trốn đâu cả ngày mà tìm mãi không thấy? Mà cụ hừ một cái: tao trốn trên cái hố mối bãi chè sau nhà chứ đi đâu. Mày cứ động tí là đầu óc lú lẫn, cái đồ bã đậu. Trưa hôm sau, bà cụ được về nhà. Sau khi ăn xong bát cháo gà cần thuốc mắc, cụ gõ cái gậy xuống đất, bắt chú Tự quỳ xuống trước bàn thờ ông cụ Thao. Chưa kịp nói gì, cụ đã phang túi bụi: con chó có đuôi, con người có ý thức, vợ anh ở nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để anh ra ngoài ăn chơi đàng điếm hả? Con không có. Tôi quản anh có hay không hả? Tôi là tôi biết hết. Anh chê tôi già mắt kém, anh định qua mặt tôi phỏng. Đường đường là một thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề, vậy mà bị mê hoặc cái đứa nào? Tôi nói cho anh biết, nhà tôi chỉ có một mình con tin có tên trong gia phả. Mấy con yêu tinh quả cái kia đừng có hòng bước chân vào nhà này. Anh khôn hồn thì biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con. Tôi chỉ có 3 đứa cháu, tôi không cần cháu trai. Anh thích đi kiếm con hoang con ở thì cút ra khỏi cái nhà này. Sợ bà cụ tăng huyết áp, cô tin đuổi chú ra khỏi nhà. Tối hôm đó cô ngủ cùng bà. Sáng hôm sau cô nói với chú: mẹ bảo tay mẹ bưng trầu, đầu mẹ lội lễ, mẹ rước tôi về, nên nhà này là của tôi, anh cứ chọn đi. Bà cụ chả sống được mấy nữa, bà chỉ có mình anh sống sao thì sống. Nửa tháng sau, người ta thấy chú Tự xách ba lô về, sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng nhận mấy công trình nhà văn hóa thôn bản. Còn bà cụ và cô tin ở nhà vẫn cất bài ca đi cùng năm tháng. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hỏng cả ông lẫn bà. Không phải đều là con của mẹ à? Tao mà đẻ ra cái loại chúng bay hả? Thế chồng con chui ra từ cái lỗ nào? Cái loại rạch rời rơi xuống chứ sao? Rồi rồi, con thần con thánh, xét đánh không chết chứ gì. Mẹ ngồi im để con kỳ lưng, trơn là ngã gãy cổ bây giờ. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.